Đó, chào mừng các chị quay lại với chương trình 1.000 từ vựng tiếng Anh thông dụng. Thì đây là 1.000 từ vựng theo Oxford ha. 1.000 từ vựng này tần suất xuất hiện nhiều nhất trong tiếng Anh. Và theo Oxford thì nó có trong 89% nội dung của cái giao tiếp hàng ngày. Do đó khi các anh chị làm chủ các cái từ vựng này thì các anh chị có thể hiểu được khoảng 89% những cái giao tiếp thông thường hàng ngày. Mình không bàn những cái giao tiếp quá chuyên sâu các anh chị ha. Được rồi. Vậy mỗi ngày như vậy đó, mỗi bài học chúng ta sẽ học 20 từ. Thì hôm nay chúng ta học bài 28 rồi. Thì trước khi học bài 28 chúng ta sẽ ôn lại một số từ đã học trong bài 27 anh chị nha. Rồi bài 27 chúng ta học những từ nào? Rồi chúng ta coi đây. Ta có từ miss, có nghĩa là nhớ, là cô, là hoa khôi ha. Tùy cái tình huống đó. Ví dụ I'll miss your train. Sorry, you'll miss your train if you don't hurry up. Bạn sẽ bị trượt, bỏ lỡ cái chuyến tàu hỏa nếu như không có khẩn trương lên. I miss my mom and dad a lot. Tôi nhớ ba mẹ rất là nhiều. Cái gì ha? Rồi, đó từ miss. Rồi từ miss, từ mission. Mission có nghĩa là sứ mệnh. Sứ mệnh có nghĩa là cái điều quan trọng mình cần phải làm ha. Ví dụ một cái doanh nghiệp có cái sứ mệnh là gì? Ví dụ mang đến sức khỏe cho người Việt chẳng hạn, để gọi là sứ mệnh. Her mission is to improve staff morale. À, cái sứ mệnh của cô ấy là cải thiện cái morale. Nó là cái gì để tôi dịch lại cho nó chính xác đây. Morale, cái tinh thần, cái sự tự tin hay gì đấy, chúng ta coi thử định nghĩa nè. Đây đúng rồi, cái sự tự tin nè, cái sự tự tin của một cái nhóm người nha, sự tự tin, morale. Coi coi chính xác phải đọc vậy không. Đúng rồi, morale, morale, ok nha. Rồi. His main mission in life is to earn as much money as possible. Cái main mission, cái sứ mệnh chính trong cuộc đời của anh ta là kiếm càng nhiều tiền càng tốt. Mission. Rồi từ kế tiếp, model. Model nghĩa là mô hình, là người mẫu, là mẫu. They showed us a model of the building. Họ cho tôi xem cái mô hình của tòa nhà. Modern. Modern có nghĩa là hiện đại các anh chị ha. The house has every modern convenience. Cái nhà có rất nhiều cái convenience, cái tiện nghi hiện đại nha. Has every, có mọi cái tiện nghi hiện đại. The house has every modern convenience. Computers are an essential part of modern life. Cái máy tính nó là một cái phần cần thiết trong cái đời sống hiện đại nha. Moment là khoảnh khắc, là chốc lát, là dịp. He paused and thought for a moment. Anh ta dừng lại và suy nghĩ một lúc ha, một chút. Rồi money. Money là tiền. Try to save some money for your holiday. Thì cái này là hôm trước là tôi sửa mà tôi không có lưu ha. Tôi lưu lại luôn cái sửa đó, không có xóa này. Thành ra là giờ nó vẫn còn tùm lum tà la. Đây cái erase. Rồi, nó không cho mình erase hả? Erase. Rồi kể đây đi nha. Ta có month là tháng ha. She'll be 13 this month. Cô ta sẽ 13 tuổi trong tháng này ha. Month. Month. More. Nhiều hơn. You need to listen more and talk less. Bạn cần phải nghe nhiều hơn và nói ít hơn nha. Morning là buổi sáng. She only works in the mornings. Cô ta chỉ làm việc vào buổi sáng nha. I work 3 mornings a week at the bookshop. Tôi làm việc 3 buổi sáng ở cái hiệu sách. Rồi most là hầu hết, cái gì ha? Most, hầu hết. Hoặc là nhất nha. I like most vegetables but not cabbage. Tôi đây thích hầu hết các cái vegetables, rau cải, nhưng mà tôi không thích bắp cải. Again, cabbage. Rồi, tôi có mother là mẹ ha, là nuôi nấng, cái động từ nghĩa là làm cái việc giống như người mẹ làm đó. My mother was 21 when she got married. Mẹ tôi 21 tuổi khi mà kết hôn. His mother and father are both doctors. Ba mẹ của anh ấy đều là, cả hai đều là bác sĩ. Mouth là cái miệng, cái miệng, mouth. He opened his mouth wide so the doctor could examine his throat. He opened his mouth wide so the doctor could examine his throat. Anh ta mở cái mouth, cái miệng rộng ra, so, đúng ra cái này phải là so that à, để mà the doctor, bác sĩ có thể examine, kiểm tra his throat, cái cổ họng của anh ta. Rồi.
Move là di chuyển, nó có nghĩa là sự di chuyển đó các anh chị ha, nó là danh từ luôn. I'm so cold I can't move my fingers. Tôi quá lạnh đến nỗi mà tôi không thể move, di chuyển cái ngón tay của mình ha. Movement là sự di chuyển hoặc là cái phong trào. Any movement will set off the alarm. Bất kỳ một cái cử động nào đều kích hoạt rồi nha. Cái alarm, cái báo động ha. Rồi. Movie là phim, rạp chiếu phim. I don't really like cowboy movies. Tôi thực sự không thích những cái bộ phim về cowboy. A Mr. là ông. We're looking for a Mr. George Smith. Chúng tôi đang tìm ông George Smith. Mrs. Bà. Hello Mrs. Grant, how are you today? Chào bà Grant, hôm nay bà làm sao? Much có nghĩa là nhiều, dành cho danh từ không đếm được các anh chị ha. Ví dụ I like her very much. Tôi thích cô ta, tôi rất thích cô ta. Rồi music là nhạc, là âm nhạc. Peter studying music at college. Peter học âm nhạc ở trường đại học. Must chắc là, chắc phải. It's getting late, it's getting late. I really must go. Thật trễ rồi, tôi chắc phải đi đây. Rồi tôi đọc lại ha. Miss, nation, model, modern, moment, money, month, more, morning, most, mother, mouth, move, movement, movie, mister, Mrs., much music, must. Rồi, ok, ai cảm thấy những từ cũ ổn đối với mình thì comment giúp tôi số 9. Còn mình muốn học kỹ thì chịu khó xem lại video cũ nha. Cái này là chỉ là ôn lại nhắc nhớ cho các anh chị, để các anh chị có vấn đề, có khó khăn thì các anh chị hỏi thôi. Còn chúng ta muốn học kỹ thì xem lại video. Ok, rồi, chúng ta học bài mới nha. Hôm nay bài 28. 28 có nghĩa là mình học được 560 từ, các anh chị hết. Bài hôm nay là 560 từ. Rồi, chúng ta có từ đầu tiên, my. Nó là tính từ sở hữu, nghĩa là cái của tôi. I là tôi, là đại từ. Đó, my là tính từ sở hữu, bởi vì sao nó cần một danh từ. I'm sure I left my purse on a desk. Tôi chắc rằng tôi đã quên cái ví của mình trên cái desk, trên bàn. My mother phoned last night. Mẹ tôi gọi vào tối hôm qua. Both my parents are teachers. Cả ba mẹ tôi đều làm giáo viên. I'm sure you don't want to listen to my all my problems. Chúng ta thấy là từ my là của tôi, từ này quá dễ, tôi nghĩ rằng các anh chị không có thắc mắc gì đâu nha. Ai cảm thấy ổn thì comment số 1 nha. My nó quá thông dụng, nhưng mà mình phải học thôi các anh chị, theo thứ tự mình học hết nha. Ai cảm thấy ổn comment số 1 nha. Rồi, chúng ta có từ kế tiếp, myself là chính tôi, nó gọi là đại từ phản thân các anh chị. I myself do it, I myself did it. Chính tôi đã làm nó. Có nghĩa là tự mình làm, tự tôi, chính tôi. I caught sight of myself in a mirror. Tôi thấy hình của ảnh của mình ở trong cái mirror, trong cái gương. Yes, I thought to myself, it's time to take a holiday. Vâng, tôi tự nghĩ rằng, thought to myself, có nghĩa là tự nghĩ rằng, it's time to take a holiday. Đúng, đến lúc là mình phải phải nghỉ ngơi rồi. I'm taking myself a sandwich. Oh, sorry, I'm making myself a sandwich. Là gì? Tôi tự làm cho mình một cái sandwich. I asked myself what I would have done in such a situation. Tôi tự hỏi bản thân mình tôi phải làm gì trong cái tình huống như thế. Ok, myself. Vậy ai hiểu được từ myself, vui lòng comment số kế tiếp. Myself, I do it myself, đúng không? Là tôi tự làm nó ha. Chúng ta có thể nói cái động từ xong rồi, cái chuyện nó myself, hoặc là I myself do it cũng được. I myself did it, chính tôi làm nó ha. Myself, đại từ. Cái từ này quá dễ, mới học tiếng Anh đã biết rồi. Nó là tên, nó là danh tiếng, nó là tên gọi ha. What's the name of the street? Tên con đường này là cái gì vậy? All their children have French names. Tất cả những đứa con của họ đều có tên Pháp, tên tiếng Pháp, đúng không? The company wants to maintain its good name. The company wants, công ty muốn maintain its good name, cái danh tiếng tốt, được chưa? We name our daughter Sarah. Chúng tôi đặt tên con gái của mình là Sarah. Ai hiểu được từ name, vui lòng comment số kế tiếp. Quá dễ, đúng không? Quá quen thuộc, quá common. Okay. Rồi, chúng ta có từ kế tiếp, từ nation. Nation là quốc gia, các anh chị. Nation là quốc gia.
The United States is the most powerful nation in the world. United States, nước Mỹ, Nga là cái quốc gia mà powerful và có quyền lực nhất. Được chưa? Most powerful in the world, trên thế giới. The United States is the most powerful nation in the world. Okay? Yeah. Most tourists come from the wealthy nations of the world. Hầu hết du khách đến từ những cái quốc gia giàu có trên thế giới. Wealthy là giàu có, cái này thịnh vượng cái này ha. There are many problems facing our nation. Có rất nhiều cái vấn đề đang đối mặt với cái quốc gia của chúng ta. Vậy thì ai hiểu từ nation, vui lòng comment số kế tiếp. Quá dễ cái này, nation. Nation là quốc gia nha. Yeah. Ok, comment số kế tiếp giúp tôi nha. Đếm thứ tự giùm tôi đó. Rồi chúng ta có đề national. À, lưu ý cái chỗ này. Cái từ này các anh chị đọc là nation, âm A các anh chị. Nhưng mà cái từ này các anh chị lại đọc là national, chứ không phải là national nha. National. National là gì? Là thuộc về quốc gia. Được nha. À, và nếu nó là danh từ thì nó nghĩa là kiều bào. Từ này thì chắc cũng ít người biết nha, kiều bào đó. Britain has more than 10 national newspapers. Nước Anh có hơn 10 cái national newspapers, 10 cái tờ báo quốc gia. Elon Musk appeared on national television. Elon Musk, người giàu nhất thế giới cái gì ha hiện nay đó, appeared on national television, xuất hiện trên truyền hình quốc gia. Foreign nationals were advised to leave the country. Các cái kiều bào nước ngoài cái gì ha, foreign nationals thì lúc này nó là danh từ. Were advised to leave the country. Kiều bào nước ngoài đang được khuyên là rời khỏi quốc gia. Ai hiểu được từ a national, vui lòng comment số kế tiếp. Nó là tính từ của nation. National. Rồi chúng ta có từ natural. Natural là tính từ của nature. Nature là thiên nhiên. Natural là tự nhiên, thuộc về thiên nhiên. Để cho mang tính thiên nhiên, mang tính tự nhiên. It's not natural for children of his age to be quiet. Thật là không bình thường, không có tự nhiên chút nào nha. Cho một cái đứa trẻ ở độ tuổi của nó hay của anh ấy hoặc của bạn ấy to be quiet, mà im lặng như vậy, có nghĩa là cái tuổi đó mà im lặng là không có tự nhiên, được chưa? It's not natural for a child of his age to be so quiet. Cái tuổi đó mà im lặng như vậy thì nó không có tự nhiên ha, không tự nhiên chút xíu nào hết. Floods and earthquakes. Floods là lũ lụt, and earthquakes là động đất. Earthquake are natural disasters, là những cái disasters là thảm họa, natural thảm họa thiên nhiên. Vậy thì lũ lụt và núi lửa là thảm họa thiên nhiên. Babies have a natural fear of falling. Cái trẻ con ha, trẻ em đó có một cái nỗi sợ tự nhiên là sợ té, được chưa? Fear of falling, có nghĩa là tự nhiên nó biết sợ té. We only use natural ingredients in our products. Chúng tôi chỉ sử dụng những cái thành phần tự nhiên ở trong cái sản phẩm của mình. Vậy thì bao nhiêu trong số các anh chị cảm thấy hiểu được từ natural, tự nhiên, thiên nhiên, các anh chị comment số kế tiếp nha, comment. Ok, natural. Rồi nature là danh từ của từ vừa rồi, là thiên nhiên, chúng ta bàn về thiên nhiên. Nature nó có nghĩa là bản chất của một cái sự việc gì đó, bản chất các anh chị, bản tính nào đó. All these materials are found in nature. Tất cả những cái chất liệu này được tìm thấy trong thiên nhiên, có nghĩa là nó không phải là chất mà tự mình tạo ra cái gì ha, nó là thiên nhiên. It's just not in chance nature to lie. Nó không phải là bản chất của gen để nói dối, có nghĩa là nói dối không phải là bản chất của gen. It's just not in gen's nature. Có nghĩa là không phải trong cái bản chất của gen to lie. I have always been a nature lover. Tôi là một cái người nature lover, một cái người yêu thiên nhiên. Nature does nothing without purpose or uselessly. Thiên nhiên không làm cái thứ gì mà không có mục đích hoặc là vô dụng cả. Có nghĩa là bạn thiên nhiên, một ý nói là mọi sự xảy ra trong thiên nhiên đều có cái mục đích và có lý do. Nature does nothing without purpose or uselessly. Ai cảm thấy từ nature, hiểu từ nature, vui lòng comment số kế tiếp, cái nghĩa nature.
near, gần cận thân cái gì ha. She told me the children not to go near the canal. Canal là kênh đào, cái này canal, cái kênh đó. She told the children not to go near the canal. Cô ta bảo bọn trẻ không có được đến gần cái kênh đào. The hotel is near the airport. Cái khách sạn rất là gần cái sân bay ha. The work is nearing completion. Near nó còn là động từ. Near có nghĩa là tiến gần. Được rồi, giống như approach vậy đó, tiếp cận vậy đó. The work is nearing completion. Cái công việc nó tiến gần đến hoàn thiện. He was nearing the end of his stay in India. He was nearing, anh ta đang tiến gần đến the end of his stay, đã đến cái ngày cuối của cái kỳ ngày nghỉ ở cái cuối của cái chuyến viếng thăm ở India, ở Ấn Độ. Yeah. Ok, near là gần, quá dễ ha, ai hiểu comment sư kế tiếp nha. Nearly là gần như, là hầu như, là suýt ha, sắp tới rồi. I've nearly finished that book you lent me. Tôi gần như hoàn thành cái quyển sách mà bạn cho tôi mượn. Được chưa? I've nearly finished that book you lent me. She's nearly as tall as his father now. Cô ta gần như cao bằng ba của cô ấy bây giờ. The beach was nearly empty. Cái bãi biển gần như là empty, là trống vắng, không có ai hết. It took nearly 2 hours to get here. Chúng ta to get here là có mặt ở đây, nó mất khoảng 2 tiếng đồng hồ để có mặt ở đây, gần 2 tiếng. It took nearly 2 hours to get here. Dạ, ai hiểu từ nearly, vui lòng comment số kế tiếp. Nearly có nghĩa là gần, là sắp được, nha, gần như. Rồi chúng ta có necessary. Tôi biết từ này rất nhiều người đọc sai ha. Necessary, chứ không phải là necessary đâu. Necessary, necessary, necessary. Tra thử, nha. Cho nó đọc cho các anh chị nghe thử. Necessary, necessary. Necessary. Necessary là cần thiết, thiết yếu. He lacks the necessary skills for the job. Anh ta thiếu cái kỹ năng cần thiết cho cái công việc. He lacks the necessary skills for the job. It's not necessary. It's not necessary to wear a tie. Không cần thiết để đeo cái cà vạt đâu ha. Có nghĩa là việc mang cà vạt và không cần thiết. It's not necessary to wear a tie. A tie là cái gì? Cái tire là cái lớp xe các anh chị, không phải nha. A tie, nhớ nha, tie. Rồi tôi trai cho các anh chị em. Tại nhiều khi mình nhầm thì tôi nghĩ các anh chị chắc cũng có thể bị mắc cái lỗi tương tự. Tie. Yeah, tie. Còn cái từ này là tire. 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 Tire, khác nha, tie. Rồi, the doctor says it may be necessary for me to have an operation. Bác sĩ nói rằng là cần thiết để tôi phải phẫu thuật. Có nghĩa là cái việc phẫu thuật tôi phải trải qua một cái phẫu thuật đó là cần thiết. The doctor says it may be necessary for me to have an operation. She explained why change was necessary. Cô ta giải thích tại sao change, cái sự thay đổi là cần thiết. She explained why change was necessary. Đã anh hiểu từ necessary, vui lòng comment số kế tiếp. Necessary, từ này cũng quá dễ gặp thường xuyên. Giờ chúng ta có từ need, đó là động từ hoặc là danh từ, nghĩa là cần hoặc là nhu cầu. Clearly there is a need for more research. Rõ ràng là có một cái nhu cầu cho cái việc nghiên cứu thêm, có sự cần thiết nha. The city needs to attract more industry. Cái thành phố cần thu hút thêm nhiều cái ngành công nghiệp ha. The city needs to attract more industry. He stressed the need for better training courses. Người ta nhấn mạnh cái the need, cái nhu cầu cho better training courses, cho những cái khóa đào tạo tốt hơn. Có nghĩa là anh ta nhấn mạnh rằng là có cái nhu cầu ha, cho về những cái khóa học đào tạo tốt hơn đó. He stressed the need for better training courses. Ai hiểu từ need, vui lòng comment số kế tiếp. Need nghĩa là cần hoặc là nhu cầu. Rồi chúng ta có từ network. Các chữ có thể bật ra âm thờ hoặc không, cái gì đó, network hoặc là net, theo đó, network là mạng lưới, là kết nối ha, kết nối là với nhau. Now, this software will
allow us to to network computers. Cái phần mềm này cho phép chúng ta kết nối nha các máy tính lại với nhau thành mạng lưới đó. This software will allow us to to network our computers. We just spent $1 million on improving our computer network. Chúng tôi vừa bỏ ra $1 triệu cho cái việc improving, cải thiện computer network, mạng máy tính. We've just spent $1 million on improving our computer network. In business, it's important to network with as many people as possible. Ở trong kinh doanh thì cái việc mà network, cái việc là kết nối nha, kết nối với mọi người thì rất là quan, càng nhiều người càng tốt thì rất là quan trọng nha. In business, it's important to network with as many people as possible. Rồi, anh hiểu từ network. Vừa là một comment số kế tiếp. Dễ lắm, cái nghĩa network là mạng lưới thì ai cũng biết rồi. Còn network, động từ là làm sao nó thành mạng lưới, có nghĩa là kết nối thành mạng lưới. Chúng ta có business networking là chúng ta làm những cái hoạt động để cho mọi người kết nối kinh doanh với nhau. Chúng ta có never. Never là không bao giờ. Chưa bao giờ, không bao giờ. We've never been to Australia. Chúng tôi chưa bao giờ đến Australia, đến Úc. It's never too late to give up smoking. Chưa bao giờ trễ cho cái việc mà give up là bỏ, nó bằng với quit smoking, bỏ việc hút thuốc. Có nghĩa là việc bỏ hút thuốc chưa bao giờ trễ nha. I'll never ever forgive him for leaving me. Tôi sẽ không bao giờ forgive him. Forgive him là tha thứ cho anh ta bởi cái việc là anh ta đã rời xa tôi. Divorce, ly hôn is never easy for children. Chưa bao giờ dễ dàng đối với trẻ em. Divorce is never easy for children. Yeah. Ta có từ new hoặc là new. Tiếng Anh người Mỹ đọc là new ha. Tiếng Anh người Anh đọc là new ha. Oh, what's new in a fashion world? Có cái gì mới trong cái thế giới fashion vậy? Thế giới fashion, thế giới thời trang vậy? They've just moved into their new home. Họ vừa di chuyển đến cái căn nhà mới. Living in a city was a new experience for Philip. Sống ở thành phố là một cái new experience, một cái trải nghiệm mới for Philip. All new employees are given training. Có tất cả những cái nhân viên mới đều được training, được đào tạo. Nè, rồi anh hiểu từ new với lòng comment số kế tiếp. Từ này thì quá dễ rồi. Nó mới học tiếng Anh mình đã học rồi. New. Ta có news. À, từ này không liên quan gì tới từ kia hết nha. Từ news này là tin tức, nó không phải là số nhiều của từ kia đâu. Tính từ mà làm gì có số nhiều số ít nha. News là tin tức, tiếng Anh người Mỹ đọc là news. Nó là số ít cái gì ha. I hope to have some good news for you soon. Tôi hy vọng sẽ có một vài cái good news for you soon dành cho bạn. I hope to have some good news for you soon. He's feeling much better, so that's good news. Anh ta đã cảm thấy tốt hơn nhiều rồi, à, do đó đó là một cái tin tốt nha. She was really upset when she heard the news. Cô ta thực sự rất là upset, rất là bối rối, à, rất là bị xuống tinh thần khi nghe cái news, cái tin tức đó. Ai cảm thấy hiểu từ news, vui lòng comment số kế tiếp. Newspaper. Là báo, she had read about it in the newspaper. Cô ta đã đọc nó ở trong cái tờ báo rồi. He works for a local newspaper. Anh ta làm việc cho một cái tờ báo địa phương. Newspaper editors have a lot of power. Cái biên tập ha, cái những nhà biên tập báo thì có rất nhiều cái quyền lực power. The New York Times is a proper daily newspaper. Thì cái New York Times là một cái tờ daily newspaper, nhật báo, báo hàng ngày mình gọi là nhật báo, rất là phổ biến, được nhiều người biết tới đó. Ai hiểu được từ newspaper, các anh chị vui lòng comment số kế tiếp, newspaper, nhấn âm đầu anh chị nha. Rồi next là kế tiếp, next. She's on holiday for the next few days. Cô ta nghỉ một vài ngày sau đó. Yeah, on holiday có nghĩa là có kỳ nghỉ một ngày sau đó.
We'll look at a proposal at the next meeting. Chúng ta sẽ xem xét cái bản đề nghị trong cái cuộc họp kế tiếp nha. Next meeting. Turn left at the next corner. Hãy rẽ trái ở cái góc đường kế tiếp nha, góc đường sắp tới đó. I don't know what to the next. Tôi không biết nên làm gì kế tiếp đây. I don't know what to the next. Okay, I hiểu the next. Vô lòng comment số kế tiếp. Dạ, yeah, chúng ta có từ kế tiếp các anh chị từ đầu mắt này. Next. Rồi, từ nice. Từ này quá dễ ha. The nice có nghĩa là dễ chịu. Nói chung nó nhiều nghĩa lắm thì nên dùng cũng hơi khó ha. Nice là dễ thương, dễ chịu, xinh xắn, tử tế, chu đáo ha. Ví dụ it's nice to meet you ha. Nói chung gặp bạn thì rất là vui kiểu vậy. Nice có nghĩa là vậy, dễ chịu ha. Rồi, it was very nice of her to drive you home. Cô ấy rất là tử tế khi mà lái xe đưa bạn về ha. It was very nice of her to drive you home. They've got a very nice house. Họ có một cái căn nhà rất là xinh xắn. They were very nice to me while I was ill. Họ rất là tử tế, chu đáo gì đó đối với tôi khi mà tôi bệnh. It's so nice to see you again. Ha, rất vui được gặp lại bạn. I hear the nice. Vui lòng comment số kế tiếp. Điều này cũng dễ đó các anh chị ha. Nghĩa nó chung chung, nó giống gần gần như good vậy đó ha. Tùy theo cái mà mình dùng. Ví dụ xinh đẹp, tử tế, chu đáo vậy đó, tùy ha. Dễ thương kiểu vậy. Night là ban đêm. Ý mình nói ban đêm hoặc là mình nói đêm. Đêm đó là danh từ. Hoặc là ban đêm so với ban ngày đó cái gì ha. The snow came down during the night. À, là gì? Là tuyết rơi trong đêm. À, the snow came down during the night. They work during the night and sleep by day. Họ ngủ vào ban đêm và xin lỗi, họ làm việc vào ban đêm và ngủ vào ban ngày ha. They work during the night and sleep by day. He woke up twice during the night. Anh ta thức dậy hai lần trong đêm. My parents are coming for dinner tomorrow night. Ba mẹ tôi sẽ đến for dinner để ăn tối tomorrow night, vào tối ngày mai. My parents are coming for dinner tomorrow night. I hear the night. Vui lòng comment số kế tiếp. Night. Nghĩa là ban đêm, là đêm. À, một cái đêm nào đó. No là không. No. 60% of people voted no. 60% mọi người bầu cử, chọn phiếu, chọn không. Có nghĩa là không đồng ý đó. No. Oh no, I've lost my wallet. Oh không, tôi đã làm mất cái ví của mình rồi. You're no better than the rest of them. Bạn không có gì tốt hơn so với phần còn lại trong số họ. There was no room in the car for anyone else. Không còn cái chỗ nào. Room ở đây không phải là phòng ha. Chỗ in the car, trên xe for anyone else, cho bất kỳ ai. I hear to know. Này không hiểu nữa thôi luôn á. Thì comment số kia đi. Quá dễ á. Rồi, tôi ôn lại những từ chúng ta đã học, các anh chị xem coi có thắc mắc gì các anh chị hỏi nha. Chúng ta có my là tính từ sở hữu của ai, có nghĩa là của tôi. Myself là đại từ phản thân, nghĩa là tự tôi, tự mình, chính tôi. I myself did it, tự tôi làm nó đấy. Nè, rồi name nghĩa là tên, quá dễ hiểu. Name nó có nghĩa là danh tiếng. Rồi nation là quốc gia. National là thuộc về quốc gia, mang tính quốc gia, toàn quốc. Được chưa? Natural là thuộc về tự nhiên, thiên nhiên. Nature là thiên nhiên, là bản chất, nó là danh từ ha. Near là gần, nearly là gần như, nó là trạng từ. Gần như, gần tới, sắp tới. Necessary là cần thiết, nghe nha, cần thiết. Need là động từ và danh từ luôn. Động từ nghĩa là cần, danh từ nghĩa là nhu cầu. Network nghĩa là gì? Là mạng lưới hoặc là sự kết nối trở thành mạng lưới. Never là chưa bao giờ. New hoặc là new, tiếng Anh của người Mỹ là mới. News hoặc là news nghĩa là tin tức. Newspaper thì các chị đã thấy nó bao gồm từ news là tin tức, cộng với từ paper là cái giấy mà có tin tức thì người ta gọi nó là báo nha. Newspaper nhấn âm đầu tiên. Again. Nó là nghĩa là báo chí ha, báo. Rồi next là kế tiếp. Nice là tử tế, là dễ thương, là chu đáo, nói chung là nhiều nghĩa lắm. Night là ban đêm hoặc là đêm. No là không. Rồi ok, ai cảm thấy những cái từ ngày hôm nay nó dễ đối với mình, có nghĩa là mình hiểu hết rồi đó, thì comment giúp số 9. Anh chị nào vẫn còn thắc mắc chỗ nào thì các anh chị cứ hỏi thêm nha.
Rồi xin mời. Có thắc mắc gì không? Dạ không có đúng không? Rồi anh Định hôm nay có học được cái gì mới không anh? Anh Định, lâu quá không gặp anh. Dạ yeah, chào thầy. Dạ hôm nay thầy chỉnh lại được dùng cho cái chữ necessary. À necessary, ok, necessary. Nhưng mà hồi xưa tôi nghĩ là thật ra bản thân tôi hồi xưa cũng từ đầu là necessary, có nghĩa là tôi nhấn âm nhai. Nhưng mà nó là nhấn âm đầu ha, necessary, necessary. Ok, tuyệt vời, cảm ơn anh. Rồi, cảm ơn tất cả các anh chị. Thank you. See you next time. Bye bye.